Linh đan diệu dược không bằng nàng. Bộ phim kể về nữ y sư đến tuổi gả chồng y hoa ở Từ Hòa Y Quán. Cô chỉ biết cứu người không phân biệt thiện ác. Trong một lần tình cờ khi lên núi hái thuốc, vô tình gặp Diệp Hướng bị thương hôn mê, tấm lòng người hành y nên nàng mang hắn về y quán cứu chữa. Diệp Hướng bị thương mất trí nhớ, xuất hiện khuynh hướng đa nhân cách. Khi thì ngoan ngoãn, khi thì ngang ngược. Y Hoa thu nhận hắn làm dược đồng, gọi là Vân Quy. Vì chịu ơn cứu mạng của Y Hoa, Vân Quy dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu tấn công theo đuổi cô. Phim công chiếu ngày 29 tháng 9 năm 2021. Chọn bộ 12 tập. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính: Đinh Nhất Nhất vai Y Hoa, Vương Hạo Ca vai Diệp Hướng, cùng một số diễn viên phụ khác. Phim được phát mỗi tối một tập vào thứ tư và thứ năm hàng tuần trên Tencent Video. Tài khoản thành viên được xem hết trọn bộ trong ngày đầu công chiếu.